Úi dồi ôi. Khiếp quá. Đi xong chả chịu giật nước gì cả. Mẹ thì biết cái con mẹ anh nó về đây ấy, là có mưu đồ tính toán nhá. Con vợ cũ của thằng chồng mày nó cài con mẹ anh về đây là để móc nối tình cảm lại với cả cái thằng chồng mày đấy. Chuyện đấy đâu, bà cứ hay suy diễn. Suy diễn cái gì suy diễn? Thôi, ăn cơm. Chuối khô, chuối khô, chuối cháy. Ngon. Bé đấy đâu ra hộp bé đấy? Bên phòng cái mẹ anh ấy. Cơ. Dạ. Sao mẹ lại ăn của nó? Mẹ thấy phòng mở cửa thì tao vào trong đấy. Ui, chả thấy đúng. Ai thì tao lấy tao mang về phòng. Cái gì mà của mẹ anh? Ăn hết của nó nói cho đấy. Mẹ đang nói đến cái gì nhỉ? À, đang nói đến con cái. Mẹ bảo nhá, bây giờ cái Giang phải đẻ một thằng con trai đi. Mình mà đẻ ra một thằng con trai nhá, xin lỗi, con gái nó là cái đinh, con gái nó là con người ta. Lấy chồng xong một cái là nó biến, nó quan tâm gì. Nói ai đấy? Vợ ơi. Thỏ, con làm gì đây đấy? Đi về phòng. Bố bỏ con ra. Đi về phòng. Bố có biết trong kia họ đang nói cái gì không? Bố không quan tâm, đi về phòng. Bố bỏ con ra. Này. Dạ. Này, cái gì thế hả? Có chuyện gì thế? Dạ không có gì đâu ạ. Mẹ với cả vợ con cứ nói chuyện đi. Thỏ đi về phòng. Nếu có đi thì cũng không phải là bố con mình. Bố cháu bảo là cháu phải đối tốt với bà và cô, vì dù sao chúng ta cũng là người sống chung trong một gia đình. Nhưng mà bố biết không, họ đâu có coi con là gia đình đâu. Bình tĩnh đại Thỏ. Họ bàn nhau là phải đẻ thêm một đứa con để giành lấy tình cảm của bố. Hình như là họ sợ bố yêu con quá thì phải. Họ đâu có đối xử tử tế gì với con đâu. Họ khó chịu với con vì con tiêu nhiều tiền, vì họ nghĩ con đang đụng đến túi tiền của họ. Con đừng có trẻ con như thế, về phòng đi. Bố nhầm rồi. Một đứa trẻ 18 tuổi, 12 năm sống với ông bà, 3 năm sống với bố, 3 năm sống với mẹ, bố nghĩ con trẻ con được à? Cháu nói cho bà biết, bà bảo vợ chồng cưới nhau thì tài sản là tài sản chung đúng không? Cháu là đứa trẻ có bố mẹ ly hôn đấy. Tài sản sinh ra sau hôn nhân thì là tài sản chung, còn trước hôn nhân thì của ai người nấy giữ. Nên nói tóm lại thì cả bà và cô đều đang sống nhờ nhà cháu đấy. Mày anh không được hôn. Cả bố và mẹ con đều đang bận lo cho người khác mà. Có ai dạy con đâu mà con chả hỗn ạ? Ôi dồi, này, thế không ai dạy con bé à? Mẹ à, khổ quá cơ. Mẹ có nói cái gì sai đâu. Mẹ bảo là muốn con đẻ với cả chồng con một đứa bé. Thế thôi mà làm sao mà nó thôi, không. Thôi đừng nói thêm cái gì nữa.